Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Hôm nay thì vật tư nông nghiệp Thùy Nhung sẽ giới thiệu với các anh các chị cùng toàn thể các bạn một cái mẫu chậu A600. Chậu A600 có đường kính là 45 cm và có cái đường kính là 45 cm nhé. Có cái chiều cao. Bây giờ em sẽ đo chiều cao này. Đo luôn cho các anh các chị xem. Để biết được cái kích thước. Chiều cao là 30. Rộng là 45. Và cao là 30. Và em sẽ đi cân cái chậu này nhé. Chậu này nó sẽ 8 lạng. 8 lạng các anh các chị nhé. Nó có cái hoa văn đây này. Mai này. Tùng này. Lan này. Mới lại trúc sen. Trúc sen. Với cái mẫu chậu A600 này có đường kính là 45 và cao 30. Có giá là 40.000 các anh các chị nhé. Và bao ship là từ 20 chậu. Mọi người yêu thích cái sản phẩm này thì cho em xin một like nhé. Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho shop nhé. Và đừng quên nhấn nút chuông báo để cập nhật được những cái video chậu mới nhất mà shop vật tư nông nghiệp Thùy Nhung đăng lên nhé. Ai muốn mua cái sản phẩm này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại có kèm Zalo là 0915 882 513 giúp em nhé. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video ngắn tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt.